Hello, xin chào tất cả các anh em. Mình là Nhật Audio. Cái video hôm nay Nhật sẽ mang đến cho anh em là một bộ dòng Equalizer có giá cực kỳ là rẻ anh em ạ. Tính từ thương hiệu là của Technic. Và con này sẽ có tên model là SH8045. Con này là hàng chính hãng Made in Japan nha anh em. Và con này thì nó sẽ có thiết kế nó cực kỳ là đẹp. Giá chỉ mới 3.500.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua thì có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại và anh em gọi điện qua Zalo để được Nhật tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Đây mà anh em cùng nhìn xem qua về hình thức nhờ về thiết kế của sản phẩm. Về hình thức thì cái này còn rất là mới nha mà, trên 95%. Đây mà anh em cùng xem thiết kế của sản phẩm thì nó sẽ rất là đẹp mắt nha anh em. Trung tâm của sản phẩm thì nó sẽ có đèn pia thì rất là đẹp. Con này nó sẽ được trang bị một cái giải tần số của nó cực kỳ là rộng nhưng mà từ 16 đến 32.000 hertz. Và con này nó sẽ là dòng dual channel cho anh em, channel A và channel B, để anh em có thể chơi với cùng một lúc là hai loa. Đây mời anh em cùng xem con này nó sẽ chế là vỏ màu trắng nha anh em, cho anh em mà đặt trong cái bộ vàng màu trắng và nó là đẹp tương tương tông sực tông anh em à. Đây mặt sau sản phẩm đây Technic tên model điện là 100V, công suất là 12W, hàng chính hãng Made in Japan. Bên đây là số series sản phẩm anh em. Còn bên đây là cái cổng kết nối tín hiệu vào sản phẩm, một cổng in và một cổng out. Nói chung với những dòng sản phẩm mà lọc thì nó sẽ có công dụng mà nó sẽ giúp cho anh em cải thiện đáng kể chất âm của dàn âm thanh của anh em. Con này nó sẽ cho anh em mà điều chỉnh về các giải tần số là ở bên trái là bass, ở trung tâm là mid và ở bên phải là treble anh em ạ. Anh em có thể điều chỉnh về nó cực kỳ dễ dàng. Chất âm con này khi mà anh em điều chỉnh thì bass nó sẽ xuống sâu và dày, treble thì nó sẽ mềm mại trôi nhuyễn hơn rất là nhiều. Con này thì phù hợp với đa số dàn âm thanh của anh em, nếu anh em chỉ có một cục đẩy thôi thì anh em mua con này nó sẽ cải thiện âm thanh lên rất là nhiều. Anh em ghép với fan hoặc ghép với âm ly thì con này nâng âm thanh lên nghe cũng rất là hay nha anh em. Đây là một trong những sự lựa chọn hàng đầu trong phân khúc giá rẻ khi mà anh em mà muốn cải thiện dàn âm thanh của anh em cả khi vừa nghe nhạc và karaoke. Và thôi không dài dòng nữa, Nhật sẽ vào ngay bài test chất âm của Technic SH8045 mời anh em. Và hiện tại thì Nhật cũng đã kết nối dây nhỏ sản phẩm rồi nha mà. Đây Nhật chơi với thêm một cục đẩy của Yosu AB80. Đầu tiên chúng ta sẽ cắm dây AV, đây là dây tín hiệu nguồn nhạc. Anh em nghe qua CD, điện thoại anh em cắm vào cái cổng bên trái là input. Còn cổng out của cái lọc này anh em sẽ xuống cục đẩy hoặc âm ly của anh em. Nói chung cách kết nối thì cũng rất là đơn giản nha anh em. Đây, mời anh em cùng thưởng thức. Mình đang chơi với cặp loa của JBL cho anh em. Và mình đang chơi qua cái lọc của Yosu AB80. Như em thấy thì hai sản phẩm này thì nó sẽ có cái màu trắng rất là đẹp. Anh em mua về phối hợp nhau cũng rất là tốt. Giá cũng rẻ như nhau. Con trên 3.5 triệu, con dưới là 2.7 triệu. Đây mình sẽ test chất âm, đầu tiên mình sẽ test mà không có qua lọc. Sau đó mình sẽ nhấn nút mày thì nó sẽ hát qua lọc cho anh em. Bây giờ hát chưa qua lọc. Mình còn gì, ước mơ làm gì, một lần buồn chưa bối xóa. Mình mở lòng lên.
lời đó ta hát vào tim nhau trong mê biết nói sao. Chất âm của lọc Technic SH8045 thì anh em đã nghe, khi mà nghe chay qua cục đẩy là do su 80 với nghe qua lọc anh em thấy là một sự cách biệt và nó là cực kỳ lớn anh em à. Bass đập rất là căng xuống sâu, chép thì nó phải nói là mềm mại tơi nhuyễn leng keng, nghe rất là thích tai. Nếu mà anh em đang có một cái dàn âm thanh mà rất là đơn điệu và âm sắc, hoặc anh em muốn nghe bass phải thật là nhiều, đây sẽ là một lựa chọn cực kỳ là tốt dành cho tất cả các anh em trong phân khúc giá cực kỳ là rẻ của em nó. Và anh em karaoke thì chơi con này nó sẽ chỉnh cho những cái cục súp cũng rất ok anh em à. Nói chung con này và nó là rất là đa năng, phục vụ cho anh em khi mà nếu mà anh em chỉ có riêng một cục đẩy, anh em mua bà chỉnh như là một cái âm ly cũng rất ok anh em à. Và con này nó còn chỉnh chuyên sâu hơn cả âm ly luôn anh em. Đây, nó sẽ cắt ở những cái tần số khác nhau để mà anh em phải điều chỉnh. Và âm ly anh em chỉ có thể chỉnh ở những cái mức cố định thôi. Nói chung đây cũng phải là một trong những lựa chọn mà anh em dùng để thay thế âm ly cũng rất ok. Rồi anh em thấy sao về lọc Technic SH8045 thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới.